Rồi xin giới thiệu các bạn, đây là cái cách đo của con SCR nha. Cách đo nó rất là đơn giản mà chúng ta có thể đo. Các bạn đặt than nhân 1 hoặc là tiếng kêu luôn. À. Hay là than nhân 1 kg nhiêu cũng được hết, nhưng mà tốt nhất là nhân 1 hoặc nhân 10 thôi. Rồi bây giờ mình đo nó nè. Mình lật cái mặt lưng lên nè. Con này con SCR. Cái mặt lưng của nó làm bằng thiết. Và cái con SCR này á, nó sử dụng nhiều ở trong mấy cái bộ bộ nguồn tắt mở á, có nghĩa là những bộ nguồn đèn chớp tắt rồi đó, nó sử dụng SCR rất là nhiều. Rồi bây giờ mình cách đo nó như thế này các bạn, đây là cực G nè, anode nè, cathode nè. Thì bây giờ là các bạn đo nè, nếu mà các bạn đo cái con này là con thuận á, thì các bạn đo hai cái chân này nó không lên nè, đó, không lên đó. Rồi hai cái chân bìa cực cổng với cực cathode đó là các bạn thấy đo một chiều lên và một chiều không có lên. Thấy không? Một chiều lên, một chiều không lên. Còn để cái con này nó tốt hay nó xấu á, nó sống hay là nó rỉ hay không á, nó có chạy được hay không á, thì bây giờ mình đo nè. Cái que dương á đặt ở chính giữa và mình kích qua cái chân G nè, mình kích nhẹ qua nè. Nè các bạn coi này nha. Rồi mình kích xuống rồi mình giữ luôn, nó vẫn giữ luôn cho mình luôn nè, thấy không? Chừng nào mình buông ra thì nó hết, kẹp lại thì nó hết, rồi kích xuống nè giữ luôn thì nó lại giữ luôn cho mình. Nghĩa là ở cực G nó có một cái xung là nó dẫn điện, à, là nó mở mở các bạn nghe không, nghe rõ không? Đây nè, nhìn nè, kích xuống cái dở lên là mình dùng điện thế dương mình kích cho thằng G. Rồi đối với những con mà nó quay ngược lại đó, là đó là cái con nghịch, thì các bạn phân biệt được ha. Rồi xin chào các bạn nha.